Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Hôm nay á thì mình đi qua Phà Cắt Lái, đi qua Phà Cắt Lái để sang bên Nhơn Trạch để review cho các anh chị một cái dự án mà mình nghĩ là rất là nhiều người quan tâm. Bởi vì lý do vì sao mà hôm nay mình đi quay cái dự án này, lý do là vì sao là lại đánh cái đường xa như thế này để đi mà quay một cái bãi đất trống, thì đó là vì là mình rất là tò mò, vì muốn tìm hiểu là vì sao mà trong cái thời gian vừa qua thì các đại gia bất động sản cứ lần lượt đi vào tù, đi vào phòng lao lý. Một số đại gia khác ấy, thì lại đang rất là khổ sở vì nợ nần ngân hàng, vì phải áp lực trả nợ và không có tiền để trả nợ cho ngân hàng. Mà cũng vì sao mà cái tài sản của cải mà ăn ba đời không có hết, vậy mà Dr. Thanh, các con gái của Dr. Thanh vẫn ra tay vào còng số 8 để vì cái hành vi lừa đảo mà liên quan đến bất động sản. Rồi vì sao mà bà chủ tập đoàn Kim Oanh, chủ tịch của một tập đoàn bất động sản nghìn tỷ mà lại phải khổ sở đi quỳ lạy khóc lóc để van xin cô em rất là nhỏ tuổi Trần Uyên Phương, ái nữ đại gia Dr. Thanh, thì tiền nhiều cũng để làm gì mà các cái đại gia bất động sản phải khổ sở như vậy. Bây giờ là mình đã qua bên này rồi, để bắt đầu xuống cái phà và đi đến cái đất Nhơn Trạch. Không biết là cái phà Cát Lái này ấy, thì bao giờ mới xây cầu Cát Lái. Chính phủ thì đã là muốn xây từ 20, 30 năm trước rồi, mà cứ dự kiến mãi rồi đến mãi đến bây giờ vẫn chưa khởi công cái cầu Cát Lái này, để cho dân cứ phải qua phà này rất là khổ sở. Hay là cứ để như thế này rồi mỗi lần thỉnh thoảng các cái bài báo cứ viết về việc và họp bàn xây cầu Cát Lái, thì để cho đất Nhơn Trạch lại lên cả cái cơn sốt, rồi sau đó lại thôi lại không xây và đất Nhơn Trạch lại cứ xuống giá mãi không có lên được. Giờ đây đất Nhơn Trạch thì cũng rất là vô cùng là rẻ, và cũng bao nhiêu nhà đầu tư đang ôm đất để chờ cầu ở đây. Chỉ cần cái cầu Cát Lái này mà xây ấy, thì đất Nhơn Trạch có thể là nhân 5 nhân 10 lần, nhưng mà không biết chờ cầu đến bao giờ luôn. Bây giờ thì mình đã đến con đường 25C rồi. Con đường 25C này là một cái con đường mà dự kiến nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi sân bay Long Thành và được nối qua cầu Cát Lái lúc này. Thì con đường này rất là to, rất là rộng và cũng rất là đẹp, và cũng vừa mới thi công được một đoạn thôi, chắc mới thi công được khoảng 5 km thôi, chưa có xây dựng, chưa có thi công tiếp. Trên con đường này thì nó có hai cái dự án hai bên, hai cái dự án rất là đẹp. Một dự án phía bên phải là Long Tân City và một cái dự án bên trái là Mega City của Kim Oanh Group. Bây giờ trước khi vào Kim Oanh Group ấy, thì mời các bạn ta vào tham quan cái dự án là Long Tân City, nghĩa là tham quan cái thành phố Long Tân, một cái thành phố mà của thành phố Nhơn Trạch. Thành phố Long Tân này thì có vị trí rất vô cùng đắc địa luôn, nó tọa lạc trên mặt tiền đường là 25C, và cái thành phố Long Tân này thì có cách đây 20 năm rồi. Thành phố này được kỳ vọng là một cái thành phố mà đa tiện ích, rất là nhộn nhịp và sôi động, tọa lạc tại trung tâm của huyện Nhơn Trạch. Vậy mà 20 năm rồi cả cái thành phố này chưa có một cái người dân nào về đây xây nhà để ở. Ở đây chỉ có một căn nhà mẫu đang bỏ hoang thôi, và có một ung tùm. Các cái nhà hoạch định mà quy hoạch ở đây phải nói rằng là rất là siêu, và đã quy hoạch đón đầu từ 20 năm trước để lên cái thành phố Nhơn Trạch hiện nay thì đang như này. Khu Long Tân City này á thì có quy mô là 78 hecta và với gần 1.500 nền đất, gồm cả nhà phố và cả biệt thự. Và bốn phía xung quanh của dự án này bây giờ là đồng không hưu quạnh, chứ không có một cái gọi là tổ hợp siêu thị, khách sạn, giải trí hay là trung tâm thương mại hay là trường học gì hết. Và tất cả những cái trên là chỉ có trên cái bánh vẽ thôi, chứ thực tế thì bây giờ là đang như này. Đất ở cái khu này á, thì cũng đã có sổ đỏ rồi, nhưng mà sổ đỏ của cái khu Long Tân này là đang mang tên công ty. Và nếu như muốn ra sổ riêng ấy, thì người dân phải xây dựng nhà ở thì mới ra được sổ riêng cho người dân. Vì sao cái khu đất này được gọi là trung tâm và đẹp như này mà không có ai ở? Thì vì đất ở đây là toàn các cái nhà đầu tư để mua đón đầu thôi, và mua đi bán lại để kiếm lời thôi, chứ không có ai có nhu cầu ở thực hết. À, cũng nếu như có nhu cầu ở thực thì bây giờ cũng đâu có ai dám xây nhà vào đây ở. Bởi vì tính ra tiền đất, một lô đất ở đây nó cũng khoảng 3 tỷ, mà xây theo quy định, xây một cái nhà theo quy định một trệt hai lầu thì cũng phải mất 2-3 tỷ nữa. Thì cả cái nhà ở đây là xây lên nó cũng phải 5-6 tỷ. Thì không có ai mà xây để mà làm gì trong cái khi mà tiện ích ở xung quanh này không có cái gì. Thì vì vậy mà khu này ấy, thì nhà đầu tư đang chôn vốn ở đây, mà bây giờ mà muốn bán thì cũng khó. Hiện nay thì không có ai mà mua đất như này để làm gì.
Giá thì ở đây cũng đã đẩy lên là quá cao rồi. Một cái lô đất biệt thự ở đây 400 500 mét vuông thì giá ở đây cũng từ 17 đến khoảng 22 triệu. Nếu mà theo giá của năm năm ngoái thì tính ra đây một lô đất cũng biệt thự cũng gần 10 tỷ rồi. Khu Nhơn Trạch này các bạn mà xem tập trước của tôi thì có nhiều cái nhà mà xây biệt thự 25 năm rồi. 20 năm rồi mà vẫn chưa có một ai về đây ở, nó hoang tàn để không. Các bạn có thể xem tập trước tôi thấy cái khu này nó hoang tàn như thế nào. Chính vì vậy mà người dân người ta thường hay gọi khu này gọi là thành phố ma Nhơn Trạch, và rất là hy vọng là vành đai ba mà xây dựng xong á thì xóa được cái thành phố ma. Xây dựng xong thì ở từ khu này mà đi về đi lại vành đai ba chỉ khoảng 3,5 km và đi về thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là gần. Rồi bây giờ chắc là rời Long Tân City để đi qua Mega City 2 của tập đoàn Kim Oanh. Mega City 2 này á thì nó có diện tích là 84 hecta và nó nằm trên xã Long Tân và xã Phú Hội của thành phố Nhơn Trạch. Cái dự án Mega City này thì được Kim Oanh là đầu tư xây dựng và đưa ra bán từ năm 2018 thì hiện nay là cũng được 5 năm rồi, nhưng mà khu đất này thì hiện nay vẫn chưa có sổ đỏ cho người dân. Và hôm nay ở Mega City này thì chỉ quay cho các anh chị xem review thôi, chứ chắc là tôi sẽ không phân tích về cái dự án Mega City này. À, chỉ phân tích về các cái vấn đề như cái tiêu đề ban đầu ấy là phân tích về vấn đề mà các đại gia là vì sao mà lại dính vào vòng lao lý, thì vì sao mà Kim Oanh lại có thể đẩy ba cái cha con của Dr. Thanh vào tù, đó là vì một cái khoản vay mà 350 tỷ trước đây ấy là bà Oanh mới vay của ông Thanh là 350 tỷ, và bà Oanh thì thế chấp cho ông Thanh một cái dự án gọi là dự án Minh Thành Đồng Nai, và cái dự án này thì nó có trị giá cả ngàn tỷ, và thế chấp thì bằng cách gọi là giả cách, tức là bằng cái cách là giả cách cái cổ phần ấy. Nhưng mà đến khi trả nợ ấy, thì Dr. Thanh lại không trả lại cái tài sản cho bà Oanh, và Dr. Thanh đã chơi xấu là cho rằng là tài sản đó là Kim Oanh đã bán cho Dr. Thanh rồi. Thì để cho dễ hiểu, có nhiều người đọc cái giả cách có thể không có hiểu về cái vấn đề này, thì để dễ hiểu ấy, thì tôi lấy ví dụ thế này. Ví dụ một cái ông B ông có tống tiền ấy, ông đến vay ông A 350 triệu, thì ông A ông bắt ông B là thế chấp một lô đất của ông B là trị giá khoảng 1 tỷ, thì bằng cách là ông B là ký hợp đồng là bán cái lô đất 1 tỷ đó cho ông A với giá là 350 triệu. Thế đến khi ông B ông có 350 triệu để trả lại thì để ông lấy lại đất ấy, thì ông A lại trở quẻ, ông A lại nói là mày bán cho tao 350 triệu rồi, đây hợp đồng đấy rõ ràng đấy. Vậy là ông B là không biết làm sao được cả. Thì ông B mà bây giờ một cái lô đất 1 tỷ mà bây giờ chỉ bán được có 350 triệu thì tiếc tiền tiền quá, nên là khi đó ông B mình phải quỳ lạy ông A để lấy lại tiền, để xin được lấy lại tiền, mà khi mà quỳ lạy rồi mà vẫn không được. Và đây chính là lý do mà tại sao mà đại gia siêu giàu tiền thì tiêu không hết, nên là cuối cùng ba cha con Dr. Thanh là dính nhập vào vòng lao lý. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói là tiền nhiều thì để làm gì, thì câu này luôn luôn là đúng. Mà không biết cái chuyện mà bà Trùm bất động sản Kim Oanh mà dẫn theo bốn người con đến trụ sở của Tân Hiệp Phát, và vì món nợ 350 tỷ mà bà Oanh đã phải quỳ lạy khóc lóc van xin một cái cô ái nữ đang trẻ tuổi Trần Uyên Phương, thì cái việc này không biết có thật hay không. Bởi vì tôi thấy rằng là bà Oanh là một đại gia bất động sản có trong tay hàng nghìn tỷ rồi, thì việc gì mà chỉ 350 tỷ mà lại phải quỳ lạy như vậy, thì cùng lắm thì mất 350 tỷ thôi, nó cùng lắm thì 350 nền đất ở cái khu Mega City này thôi, mà Mega City này là có được 5.000 nền cơ mà. Thì thực ra là tiền chỉ là giấy thôi, có gì đâu mà phải làm như vậy. Tiền của hàng nghìn tỷ thì tiêu cả đời cũng hết, chết thì cũng không có mang theo được đâu. Vậy vậy tôi thấy các đại gia bất động sản thực ra là họ rất là khổ, thực ra họ không có sướng đâu. Người ta thường nói rằng nghèo thì khổ mà giàu thì cũng chưa chắc là sướng, mà tôi thì tôi thấy rằng là giữa giàu và sướng. Và vậy như thế nào gọi là sướng, vì sao lại sướng hơn giàu? Bởi vì thế này, đầu tiên là nếu như nói về sướng thì để một người mà sướng ấy, thì đầu tiên là phải có sức khỏe tốt, và thứ hai là phải có nhiều tiền, nghĩa là phải có tự do về tài chính và tự do về thời gian. Mà một khi mà đã có nhiều tiền mà tự do về tài chính ấy, thì sẽ có sự lựa chọn để tự do về thời gian thôi. Nếu mà cứ tham tiền quá ấy, thì sẽ không được tự do về thời gian nữa, bởi vì cứ lo dành thời gian cho việc kiếm tiền thì nó sẽ không được tự do về thời gian, thì cũng không thể sửa được. Và một điều thứ ba thì phải có các cái mối quan hệ tốt đẹp. Người có quan hệ tốt đẹp thì không những là gia đình mà đi đâu thì cũng được mọi người yêu quý,
Nếu mà tham tiền quá mà lừa đảo mà đi đâu ai cũng ghét ấy, thì nó không thể có các mối quan hệ tốt đẹp được, nên cũng không thể là sướng được. Và một điều thứ tư ấy, một người sướng thì phải có được cái sự bình yên trong tâm hồn. Nếu mà giàu mà lúc nào cũng phải căng thẳng, cũng phải áp lực, cũng phải lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên thì lấy đâu ra mà sướng. Nên là các đại gia bất động sản thực ra là họ không có sướng đâu. Thế nên với quan điểm của tôi ấy, thì cuộc đời không quan trọng là ai giàu hơn ai, mà quan trọng là ai sống sướng hơn ai. Nói như vậy không có nghĩa là vật chất là không quan trọng, nhưng mà biết đủ là giàu có tối thượng. Thay vì mình đặt mục tiêu là 1.000 tỷ thì thôi, chỉ cần đặt mục tiêu khoảng 50 đến 100 tỷ thôi là dừng lại, là sống hưởng thụ cuộc đời được rồi. Bởi vì cuộc đời nó không có dài lắm đâu, nên là phải trải nghiệm cái cuộc sống cho nó tốt. Chứ mấy ông 1.000 tỷ ấy, thì chắc là khổ lắm, suốt cuộc đời cứ phải lo đi kiếm tiền thôi, cứ phải lo ganh đua tranh đấu, rồi đến chết rồi cũng cũng khổ thôi, có vật chất đâu mà mang theo được đâu. Nên thực ra là thật sự rất là thương họ, chứ không phải là họ sướng sung gì đâu. Và những cái người mà sống biết đủ á, thì người ta đặt mục tiêu là thường là thấp thôi, thì họ sẽ sống sướng hơn. Nói vậy cũng có nghĩa là không nên kiếm tiền, mà cũng không phải là mục tiêu có động lực để kiếm tiền, mà cũng phải có tiền, ít nhất thì cũng phải có cái nhà, dù nhỏ là dù to, thì cũng phải có cái hàng rào, cũng phải có cái cổng, chứ nếu mà không thì chó nó có thể ỉa được vào nhà mình. Rồi nếu được nữa thì cũng cần phải có một cái xe để mà đi lại, có một cái nhà để cho thuê nó thì tốt, để có thu nhập thụ động, để có cái tiền để mà tự do mà hưởng thụ cuộc sống. Thôi nói vậy thôi, tôi mà cứ nói thế này thì chắc sẽ có một vài cái thành phần tiêu cực sẽ vào comment những câu không hay, nhưng mà chấp nhận thôi, bởi vì đã làm YouTube thì thường là nói trước công chúng, mà trước công chúng thì có người yêu có người ghét là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn hy vọng là kênh của mình sẽ thu hút những cái người mà có suy nghĩ tích cực. À, thời gian vừa qua thì video của tôi cũng được nhiều người khen là hay và cũng có nhiều người theo dõi, thì đó cũng là cái động lực mà làm cho tôi cũng cảm thấy là rất là vui. Thôi video chắc xin tạm dừng tại đây. À, nếu như video mà hay á thì xin anh chị hãy và các bạn hãy cho một like và đăng ký kênh. Bye bye và tạm biệt các anh chị. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này.